Cô Nhụy xin chào các con. Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe về một truyền thuyết của Việt Nam. Câu chuyện được mang tên Chuyện Người Thiếu Phụ Nam Xương. Các con hãy cùng nghe nhé. Ngày xưa, ở làng Nam Xương có cô gái tên là Vũ Thị Thiết, người đã xinh đẹp lại thùy mị nết na. Biết bao chàng trai làng bên dòm ngó, nhưng nàng không rung động, bởi vì trong trái tim nàng đã có bóng hình của chàng Trương Sinh, vốn là người cùng làng. Hai người đã thề non hẹn biển sống với nhau cho đến đầu bạc răng long. Thế rồi mọi chuyện đều diễn ra như ý muốn, đôi bên cha mẹ rất bằng lòng xe duyên cho họ. Rồi nàng trở thành vợ chàng Trương dưới sự chứng kiến của họ hàng đôi bên. Tuy đã có chồng, nhưng nàng vẫn xinh đẹp như xưa. Có rất nhiều chàng trai tưởng lầm nàng chưa chồng nên hay buông lời chọc ghẹo. Việc này làm cho chàng Trương nổi máu ghen tuông hay xét nét vợ. Nàng nghĩ vì chồng quá yêu nàng nên không lấy đó làm buồn, mà càng giữ gìn khuôn phép, đi thưa về trình và tránh xa những lời chọc ghẹo của bọn trai làng hơn nữa, nên vợ chồng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai người sống rất hạnh phúc cùng với người mẹ già trong mái nhà tranh. Vợ chồng hương đượm lửa nồng chưa được bao lâu thì bỗng nghe tin chốn biên thùy có giặc. Mọi người đang ở trong tâm trạng lo âu thì một ngày kia triều đình phát loa ra truyền tuyển quân vang lên khắp xóm. Loa loa, toàn dân nghe cho rõ đây, quân giặc ngang nhiên tràn qua biên giới xâm lược nước ta. Vì vậy tất cả đàn ông trai tráng trong làng phải lên đường làm nghĩa vụ của những người yêu nước để giữ yên bờ cõi nước nhà. Nhận được tin, ai nấy đều vâng lệnh, chuẩn bị lên đường. Chàng Trương Sinh cũng không ngoài số đó, vâng lệnh vua, từ giã mẹ già cùng người vợ trẻ lên đường làm nghĩa vụ của người con trai trong thời chiến. Buổi chia tay thật bệnh rịnh, lòng chàng Trương rối bời xen lẫn lưu luyến khi bỏ lại người mẹ già và người vợ đang bụng mang già chữa. Nhưng người mẹ đã khuyên chàng hãy vững lòng ra đi đánh giặc, chúc cho con chân cứng đá mềm để sớm đoàn tụ cùng gia đình. Còn chàng Trương thì chỉ biết nhắn nhủ vợ gắng phụng dưỡng mẹ già và nuôi con khôn lớn. Sau khi chàng Trương đi chưa được bao lâu thì Vũ Thị Thiết sinh được một đứa con trai thật kháu khỉnh. Hai mẹ con đặt tên cho nó là Đản. Thằng bé sởn sơ mạnh khỏe khiến hai mẹ con cũng đỡ nỗi buồn cô quạnh. Mỗi khi nhớ đến chàng Trương thì chỉ cần nhìn tới thằng Đản là vơi nỗi buồn vì nó giống cha như tạc. Tối tối, bà cháu quay quần bên ngọn đèn dầu tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp đẽ, đầy sự ấm áp của một gia đình cho dù thiếu bóng người chồng đang chinh chiến phương xa. Thế rồi thời gian trôi qua, vợ chàng Trương biến nỗi nhớ mong thành hành động để lo cho mẹ già và đứa con thơ. Nên dù nhớ thương chồng, nàng vẫn vững dạ chờ mong. Riêng người mẹ chồng vì tuổi già sức yếu, lại thêm nỗi buồn không gặp lại con khiến bà ngã quỵ. Người thiếu phụ luôn nhớ lời chồng dặn dò nên hết lòng thuốc thang. Nhưng bệnh của bà ngày càng một nặng, chẳng bao lâu bà qua đời. Nhờ bà con xóm làng hết lòng giúp đỡ nên việc ma chay cũng chu toàn mọi bề. Còn lại hai mẹ con, người thiếu phụ cảm thấy buồn và cô đơn, nhưng sức mạnh của tình yêu khiến nàng quyết tâm đứng vững. Ngày ngày gánh con ra đồng, để con trong thúng ngồi chơi một mình, còn nàng xuống ruộng lo việc cày cấy, làm lụng nuôi con. Mấy mùa thu qua, bóng chàng Trương vẫn bật âm vô tính, người thiếu phụ mỏi mòn vì trông đợi. Nhưng rồi nàng cũng gắng sức giấu nỗi thất vọng vào lòng để lo cho con và hương khói cho mẹ chồng, làm tròn bổn phận của dâu con. Mỗi khi đêm về, vợ chàng Trương mới có thời gian để may vá và chơi đùa với con. Những lúc đứa bé khóc hỏi cha đâu, thì nàng thường chỉ vào cái bóng của mình trên vách và bảo: "Nín đi con, kìa bố đã về, đấy, đấy." Đứa bé nhìn vào bóng mẹ trên vách, tưởng là cha thật nên nín khóc. Cứ như thế lâu dần thành thói quen, thằng Đản thường đòi gặp bố trước khi đi ngủ. Cái bóng đen đen trên tường, từ đấy đối với cả mẹ lẫn con, trở thành một hình dáng thân quen như là một người thân thích vậy.
Rồi chiến tranh cũng phải có lúc chấm dứt, cõi biên thùy lại bình yên như xưa, những người lính được trở về quê quán của mình, Trương Sinh cũng được nằm trong số đó. Dưới bóng cờ Khải Hoàn, mọi người cùng nhau lên đường trở về, mặt ngời lên niềm vui không tả xiết. Bao tháng ngày lưu lạc phương xa, dầm mưa giải nắng, nay được đoàn tụ cùng gia đình, nào ai không hoan hỷ và nô nức gặp lại người thân. Chàng Trương còn nôn nóng hơn vì qua mấy năm mà chưa gặp con. Sau bao năm tháng ly biệt vì chiến chinh, nay hai vợ chồng gặp lại nhau ở đầu làng, mừng mừng, tủi tủi. Chàng đau lòng vì mất người mẹ thân yêu, nhưng có niềm vui bù lại khi có đứa con trai bụ bẫm. Thằng Đảng bây giờ đã lên 3 tuổi, đã biết nói bập bẹ. Tuy nó vẫn để cho bố bồng bế, nhưng dường như vẫn có cái gì đấy xa lạ. Chàng Trương không buồn vì cho rằng đó là điều tự nhiên. Vì chàng vắng nhà và xa con lâu quá, nên làm sao nảy sinh tình cảm thân thiết được. Qua ngày hôm sau, Trương Sinh hỏi mộ mẹ rồi bế con đi thăm. Ra đến đồng, thằng Đảng quấy khóc, chàng Trương dỗ dành: "Con nín đi, đừng khóc, bố yêu, rồi bố cho quà mà ăn." Thằng bé đáp ngay: "Ông không phải là bố Đảng, bố Đảng khác kia, chỉ đến tối bố mới về nhà." Nghe con nói, Trương Sinh thấy đau nhói ở tim, chàng ngạc nhiên rồi nhìn con hỏi dồn: "Thế thì bố của Đảng như thế nào? Con nói đi." Thằng Đảng ngây thơ đáp: "Tối nào bố Đảng cũng đến, mẹ Đảng đi thì bố cùng đi, mẹ Đảng ngồi thì bố cùng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế Đảng cả." Mấy lời vô tình của con trẻ làm cho Trương Sinh tin là vợ mình ngoại tình, không còn nghi ngờ gì nữa. Máu trong đầu bốc lên, lòng đau đớn vì bị phản bội. Không ngờ người vợ thùy mị nết na của mình lại đem lòng phản trắc khi chồng vắng nhà vì phải lo việc chinh chiến để bảo vệ tổ quốc. Càng nghĩ, Trương Sinh càng giận. Thắp hương xong, chàng vội vàng trở về nhà. Trong khi ấy thì ở nhà, lòng người thiếu phụ như nở hoa vì tất cả mọi việc nàng làm đều đầy ắp niềm vui sướng khi được đón chồng trở về. Nàng định bày ra một bữa cơm thịnh soạn mừng ngày đoàn tụ cùng chồng. Nhưng người vợ chẳng thể ngờ được là lòng Trương Sinh đang dậy sóng. Cứ nghĩ đến người vợ xinh đẹp trong tay kẻ khác thì cơn ghen bừng bừng bốc lên. Chàng lẩm bẩm: "Thật là quá rõ, không ngờ trong khi mình gian lao ở ngoài biên ải, thế mà ở nhà lại còn." Vừa thấy bóng Trương Sinh từ xa, người vợ vội vàng bước ra đón, tưởng rằng sẽ tìm thấy niềm hoan hỷ trong ngày đoàn tụ. Nhưng không ngờ đụng phải bộ mặt hầm hầm của chồng. Và nàng chưa kịp hỏi thì chàng Trương đã chỉ vào mặt nàng rích lên: "Tao không ngờ mày là đồ thất tiết, chồng đi vắng, tối tối lại rước trai về nhà." Vợ chàng Trương bất ngờ trước lời buộc tội của chồng, không hiểu do đâu mà lại nói như vậy. Song nàng cũng cố nén lòng để phân trần giải nỗi oan này. Nhưng chàng Trương nhất định không nghe và cũng chẳng nói cho vợ biết là do miệng thằng Đảng nói ra. Cứ việc đổ tội cho vợ mình là kẻ ngoại tình, đáng bị lên án. Người thiếu phụ chỉ vừa biết khóc và nói: "Cách biệt 3 năm, thiếp một lòng một dạ với chàng, đâu có phải là kẻ hư thân mất nết như lời chàng nói. Chàng đừng ngờ oan cho thiếp mà vương thêm tội." Vợ càng nói thì chồng càng giận, rồi không thể kiềm chế được cơn ghen hờn, chàng Trương bắt đầu dùng lối vũ phu tra khảo vợ thật là tàn nhẫn. Nghe có tiếng la hét trong nhà Trương Sinh, mọi người trong làng rất đổi ngạc nhiên vì nỗi vui mừng đoàn tụ của đôi vợ chồng trẻ chưa tròn mà đã xảy ra xô xát. Họ không thể làm ngơ nên đã kéo đến nhà chàng Trương. Khi nghe phân trần xong sự việc, tất cả đều bất bình ca ngăn chàng Trương và nói tốt cho vợ chàng. Nhưng chẳng ăn thua gì, chàng Trương bị cơn ghen làm mất cả lý trí, lại cho rằng vợ chàng khéo mồm khéo mép nên được lòng mọi người, chứ nhất quyết không tin đến lòng trung trinh của vợ. Trong cơn phẫn uất, người thiếu phụ ôm ghì lấy con mà khóc, rồi biết chắc rằng không thể minh oan với chồng mình là người tiết hạnh trước sau cũng chỉ yêu một người, thì chỉ còn lấy cái chết để chứng minh cho sự trong sạch của mình mà thôi. Bởi vậy, nên nhân lúc chồng sang nhà hàng xóm, người thiếu phụ lại tạ lên vị mẹ chồng, rồi đặt con xuống, chạy một mạch ra bến Hoàng Giang, trầm mình xuống nước tự vẫn. Cánh hoa hương sắc đã gửi cho dòng nước xiết cuốn trôi. Khi chàng Trương về nhà, thấy mất hút bóng vợ thì biết có sự chẳng lành.
Nghe mọi người chạy ra bến Hoàng Giang nói rằng có người tự vẫn thì hốt hoảng chạy ra theo. Không ngờ người ấy lại là vợ mình. Chàng Trương vô cùng hối hận, thuê người mò xác vợ, nhưng dòng nước chảy xiết mãi đến tối cũng chẳng thấy xác nàng đâu. Nước cuốn hoa trôi, làm sao tìm lại bóng dáng của người yêu dấu. Chàng Trương khóc lóc thảm thiết, ân hận về những gì mình làm cho vợ đau khổ đến nỗi phải tuẫn tiết. Tối đến, thằng Đảng lại khóc vì vắng mẹ. Trương Sinh thắp đèn lên rồi ngồi dỗ con, thì không ngờ lúc ấy thằng bé chợt kêu lên: "Ô, bố Đảng đến kìa." Chàng Trương ngạc nhiên hỏi: "Đâu, bố Đảng đâu?" Thằng Đảng chỉ nhìn vào bóng chàng trên vách và nói: "Đấy, đấy, bố Đảng đấy." Trương Sinh ngẩn người ra khi nghe thằng Đảng nói. Chàng nhớ lại lời con khi đi thăm mộ, bây giờ mới hiểu ra sự thật thì đã muộn. Giờ đây biết được nỗi oan tày trời của vợ chỉ vì lòng ghen tuông nóng nảy của mình mà ra. Nhưng tất cả đã muộn rồi, người thiếu phụ đức hạnh đã quyên sinh, còn làm gì được nữa. Trương Sinh chỉ còn biết ngày ngày bồng con ra bến Hoàng Giang, nhìn xuống dòng sông mà khóc. Quá hối hận và cũng không biết làm sao để chuộc lại lỗi lầm của mình, nên từ đó về sau chàng Trương không lấy vợ khác, ở vậy nuôi con và đêm ngày nhang khói cho nàng, hầu mong nàng ở chốn tuyền đài tha thứ cho mình. Lại nói, cùng làng với hai vợ chồng có người tên là Phan Lan, khi trước làm đầu mục ở bến đò Hoàng Giang. Một đêm chiêm bao thấy người con gái áo xanh đến kêu xin tha mạng. Sáng dậy, Phan Lan thấy có người phường chài đem vào biếu một con rùa mai xanh, sực nghĩ đến giấc mộng đêm qua, bèn thả con rùa ấy. Cuối đời khai đại nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thiêm Binh về nước, phạm vào cửa ải Chi Lăng. Nhân dân trong nước, nhiều người sợ hãi phải chạy trốn ra ngoài bể, không may đắm thuyền đều chết đuối cả. Xác của Phan Lan dạt vào một cái động rùa ở hải đảo. Có người đàn bà là Linh Phi trông thấy nói rằng: "Đây là vì ân nhân cứu sống ta thuở xưa." Linh Phi bèn lấy khăn giấu mà lau, lấy thuốc thần mà đổ. Một chốc Phan Lan liền tỉnh lại. Phan trông thấy cung gắm đền giao thật nguy nga lộng lẫy mà chưa biết mình đã lọt vào cung nước của rùa thần. Linh Phi bấy giờ mặc áo gấm giác ngọc, chân đi giày có vân nạm vàng, cười bảo với Phan Lan rằng: "Tôi là Linh Phi trong động rùa, vợ vua biển Nam Hải. Nhớ hồi còn nhỏ đi chơi ở bến sông, bị người phường chài bắt được, ngẫu nhiên báo mộng, quả được nhờ ơn. Gặp cỡ ngày nay, há chẳng phải lòng trời xui khiến cho tôi có dịp đền ơn trả nghĩa." Linh Phi bèn đặt yến ở gác Triêu Dương để thết đãi Phan Lan. Dự tiệc hôm ấy có vô số mỹ nhân, quần áo thức tha, mái tóc búi xể. Trong số đó có một người mặc chỉ hơi điểm qua một chút son phấn, trông rất giống Vũ Nương. Phan Lan có ý nhìn trộm nhưng không dám nhận. Tiệc xong, người đàn bà ấy nói với Phan Lan rằng: "Tôi với ông vốn là người cùng làng, cách mặt chưa bao lâu đã quên nhau rồi ư?" Bấy giờ Phan Lan mới nhận đích thị người ấy chính là Vũ Nương và gạn hỏi nguyên cớ. Nàng nói: "Tôi ngày trước không may bị người ta vu oan, phải gieo mình xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tội, rẽ một đường nước cho tôi thoát chết. Nếu không thì đã vùi vào bụng cá, còn đâu mà gặp ông." Phan Lan nói: "Nương tử nghĩa khác tàu Nga, phải ôm mối hận gieo mình xuống nước. Nay thóc cũ không còn, thóc mới vừa gặt, há lại không tưởng nhớ đến quê hương ư?" Vũ Nương nói: "Tôi bị chồng ruồng rẫy, thà già ở chốn làng mây cung nước, chứ còn mặt mũi nào về nhìn thấy người ta nữa." Phan Lan nói: "Nhà cửa của cha ông nương tử cây cối thành rừng, phần mộ tổ tiên cỏ gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng còn chồng và con mong đợi nương tử thì sao?" Nghe đến đấy, Vũ Nương ứa nước mắt khóc, rồi quả quyết đổi giọng mà rằng: "Có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây mãi được, để mang tiếng xấu xa. Cảm về nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày." Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng 10 hạt minh châu,
sai sứ giả Xích Hổm đưa Phan Lan ra khỏi nước. Vũ nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn: nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về. Lúc đến nhà, Phan Lan đem chuyện kể lại với Trương Sinh. Ban đầu Trương Sinh không tin, nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng, chàng mới sợ hãi mà nói: đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc đi. Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng 3 ngày đêm ở bến Hoàng Giang, rồi quả nhiên thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng. Theo sau có đến 50 chiếc xe cờ tán võng lộng rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện. Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng rằng: thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng, mờ nhạt dần mà biến đi mất. Về sau, người trong làng nhớ thương nàng, cho nàng là người trung liệt, nên đã dựng một cái miếu để thờ ngay trên bến Hoàng Giang. Miếu này thờ bà Vũ Thị Thiết, quen gọi là miếu vợ chàng Trương. Vua Lê Thánh Tông đã có lần ngự lãm qua đây và biết được câu chuyện về một người nữ tiết hạnh, nên đã cảm thán đặt một bài thơ: nghiêng ngút đầu gành tòa ngàn
kêu đàn mừng mừng tuổi tuổi mang mang. Nàng bé con già đây bố đã về cùng con. Thằng bé kêu rằng không không bố tôi đêm tối mới về, không không bố tôi đêm tối mới về, không không bố tôi đêm tối mới về. Ôi đau thương, ôi ly tan, đau đớn cho nhau, chua xót cho nhau, chim thương lìa đàn. Ôi đau thương, ôi nguy nan, cuồng ghen soi máu, phũ phàng dày đạp nát. Trời thấu cho lòng thiếp trang, chính chuyên mang oan phụ chàng. Xin đem thân như hoa tàn trôi đi, trôi cuốn xuôi với nước dòng hoang. Đèn khêu uốn chàng bông con thơ in bóng lên tường. Thằng bé vui mừng kêu đây bóng cha đêm tối đã về, đây đây bóng cha đêm tối đã về, đây đây bóng cha đêm tối đã về. Ôi nghi oan, ôi ly tan, đau đớn cho nhau, chua xót cho nhau, chim thương lìa đàn. Ôi nguy nan, ôi đau thương, cuồng ghen sôi máu, lỡ rồi tình đã nát tan. Bóng con đứng trông theo dòng hoàng gia, tình oan ngập mây u ám. Muôn năm mối hận bao tan nơi cựu tiên. Cho đời. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các con nhớ like, subscribe và share kênh Vương Nhị để các bạn nhỏ khác cũng được nghe câu chuyện này nhé. Vương Nhị xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.